Hưng đến từ công ty Thế Giới Bao Vật. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một dòng máy của thương hiệu Autonic mang công nghệ Nhật Bản. Dòng máy này có model là Rin 412 BE cộng. Thì so với những dòng desktop để bàn cùng loại khác thì dòng này đang được xếp hạng top dẫn đầu vì nó cho chất lượng in rất là đẹp và tốc độ in nhanh. Cùng với đó là cái độ bền của đầu in rất là cao. Thì sau đây mình xin demo cho các bạn xem cái khả năng in của máy nha. Đây. Đây là cách in của nó và những phông chữ rất là nhỏ nhưng mà rất là sắc nét nha. Đây, bạn có thể thấy rõ. Vâng, để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm thì xin các bạn liên hệ đến Hưng Thế Giới Màu Vạch để được tư vấn.